Thủ tướng Abe kêu gọi xích lại gần Trung Cộng và Nam Hàn tin từ Tokyo, Nhật Bản. Hôm nay, nói chuyện trước Quốc hội, Thủ tướng Shinzo Abe kêu gọi họp thượng đỉnh với Tập Cận Bình, thề sẽ cải thiện liên hệ với Trung Cộng và Nam Hàn là hai nước đang tranh chấp lãnh thổ và phản đối khuynh hướng của chính phủ Abe đối với Thế chiến thứ hai. Thủ tướng Abe nói rằng, để xây dựng liên hệ hữu nghị ổn định, ông ta muốn cuộc họp thượng đỉnh là giai đoạn đầu tiên cổ võ liên hệ hỗ tương, lưỡng lợi dựa trên quyền lợi chiến lược chung giữa hai nước qua đối thoại. Thủ tướng Abe muốn gặp Tập Cận Bình bên lề cuộc họp thượng đỉnh các nước Á Châu Thái Bình Dương hay APEC ở Bắc Kinh trong tháng 11. Từ ngày lên cầm quyền trong tháng 12 năm 2012 cho đến nay, Thủ tướng Abe chưa từng gặp song phương nguyên thủ Nam Hàn và Trung Cộng. Đối với tình hình quốc nội, Thủ tướng Abe nói rằng ông ta đang chặt chẽ theo dõi ảnh hưởng việc tăng thuế bán hàng và tăng giá xăng dầu đối với nền kinh tế để cuối năm nay có thể quyết định tăng thuế vào năm tới hay không. Thủ tướng Abe tái xác định đặt chính sách cải cách kinh tế lên ưu tiên hàng đầu, nói rằng chính phủ đang hướng đến việc phục hồi nền kinh tế và tiếp tục củng cố tài chính cùng một lúc, bảo đảm một chu kỳ vững mạnh cho nền kinh tế. Nhiệm vụ quan trọng của nội các Abe là làm cho mọi người ở mọi nơi trên nước Nhật Bản cảm thấy được sự phục hồi của nền kinh tế. Chính phủ Abe đã tăng thuế bán hàng từ 5% lên đến 8% trong tháng 4, làm cho nền kinh tế giảm tăng trưởng chưa từng có kể từ năm 2009, tạo lo ngại chính phủ tăng thuế bán hàng lên 10% sẽ làm cho nền kinh tế suy thoái thêm. Trong tháng này, Thủ tướng Abe nói rằng ông ta đang tập trung đối lập đang việc tăng thuế lần thứ nhì và sẽ quyết định sau khi xem xét tài liệu kinh tế trong đệ tam cá nguyệt.